trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Họ đang nghĩ gì về bạn? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn ngẫu nhiên, thông điệp ngẫu nhiên có thể dành cho bạn. Đây là lời họ muốn nói với bạn. Và mình sẽ là người đọc trái bài cho các bạn ngày hôm nay. Trân trọng biết ơn các bạn đã tin tưởng và chọn xem video của mình. Sau đây mình xin giải trái bài cho các bạn. Các bạn có thể suy nghĩ bất cứ đối tượng nào mà các bạn đang nghĩ đến, thì đây là cái thông điệp họ muốn gửi đến bạn. Và thông điệp đầu tiên đó chính là họ đã lặp đi lặp lại những cái cuộc hội thoại, những cuộc nói chuyện giữa bạn và họ rất là nhiều lần. Chính họ đã suy nghĩ rất là nhiều lần về những cái việc đã qua. Đây là cách mà họ muốn kiểm soát cái sự lo lắng đang diễn ra trong họ. Họ mong muốn là những cái tổn thương, những lời nói khi xưa sẽ không làm bạn tổn thương, mà càng suy nghĩ thì càng rối bời các bạn. Cứ họ lặp đi lặp lại toàn bộ cái cuộc hội thoại trong đầu, kiểu là suy ngẫm á. Họ cố gắng là làm cho tâm trí của họ thật sự là xoa dịu. Họ nghiền ngẫm rất là chi tiết tất cả những cuộc trò chuyện luôn. Và họ cảm thấy là những cái gì họ nói hình như đã sai rồi. Họ mong muốn là có một cái gì đó được sửa đổi trong tương lai, làm cho họ cảm thấy ổn hơn. Nhưng mà họ không thể thoát khỏi được suy nghĩ bạn, bởi vì họ không có sống ở hiện tại. Họ nghĩ là họ nghĩ về những cái điều họ đã gây tổn thương cho bạn, và họ đang muốn là giải quyết cái vấn đề đó. Mà họ quên rằng hiện tại bây giờ cái cần nhất là tập trung vào bản thân của họ, cần nhất là tìm kiếm sống trong chánh niệm, sống ở hiện tại, còn hơn là phải suy nghĩ đối phó với những chuyện đã trải qua. Mong là họ sẽ không đơn độc, và họ đã nhìn thấy được bài học, và họ sẽ cải thiện trong những cái mối quan hệ sau này. Họ ít nhất họ gặp lại bạn, họ có những cái lời nói cũng như cuộc trò chuyện thật sự là tích cực hơn, không có tiêu cực khiến mình đau buồn và tổn thương nữa. Thật ra cái việc lặp lại này chính là cái điều họ muốn so chịu tâm lý của họ bạn, cái tâm lý tội lỗi, muốn chuộc lỗi các bạn ơi, chứ không phải gì hết trơn á. Thật sự là rất là tội nghiệp cho họ. Mong là họ sống chánh niệm hơn rất là nhiều ha. Cái tiếp là lời nói thứ hai họ muốn gửi đến bạn là gì? Một cái sự tâm sự, một cái suy nghĩ suy ngẫm về những chuyện đã qua ở họ rất là cao ha. Và họ muốn nói rằng họ biết chính xác họ đã làm gì ở trong quá khứ. Bởi vì cái điều này có nghĩa là họ bày tỏ một sự hối tiếc về cái việc họ thao túng trong một mối quan hệ. Khi mà họ nói rằng họ biết chính xác những gì họ đã làm á, sau khi họ đã làm tổn thương bạn, có thể họ đang cố gắng khiến cho họ được chuộc lỗi, bởi vì bản thân họ đang cảm thấy là có tội lỗi với bạn hay sao á. Có thể họ ngụ ý rằng họ có lý do chính đáng để cho hành động và cư xử với bạn ở trong quá khứ. Và có thể là họ đã hy sinh hoặc là làm gì đó quá nhiều cho cái mối quan hệ này, bởi vì họ biết chính xác họ làm gì. Có thể nếu về mặt tích cực, họ biết chính xác họ ra đi là lựa chọn tốt nhất cho bạn, hoặc là họ biết chính xác những điều họ làm tiêu cực với bạn là gây sự đau khổ cho bạn. Đây là lúc họ đã nhận thức được, họ nhìn thấy được cái rủi ro cũng như cái lợi ích trong cái việc hành động họ đã gây ra trong tình yêu thương và sự quan tâm là gì. Bởi vì họ biết là sau khi mất đi bạn, sau khi chia tay, thì đây là cái điều họ hối tiếc và buồn bã về những gì họ đã làm hoặc không làm trong mối quan hệ của bạn và họ. Và họ ước là mình có thể làm mọi thứ khác đi. Và hiện tại trong mắt của họ, bạn được đánh giá rất là cao. Có thể là sau khi chia tay rồi, họ mới thấy là bạn là người có giá trị. Mối quan hệ với bạn là mối quan hệ thực sự đem cho họ sự hạnh phúc. Và sau đây là câu nói thứ ba họ muốn gửi đến bạn là gì? Tôi đã giấu con người thật của tôi trong tình yêu của hai chúng ta và trước mặt bạn. Đây là một cái thể hiện khi một cái sự sợ hãi bất an, một cái gì đó xấu hổ, có thể là sự phản bội trong một mối quan hệ. Có nghĩa là họ đang che giấu một số khía cạnh về mặt tính cách, danh tính, hành vi và cảm xúc của họ đối với bạn. Điều này nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn rất là nhiều. Bởi vì sau khi mọi thứ đã chia tay rồi, cái bí mật đã được tiết lộ, có thể họ đã thấy xấu hổ, hoặc là họ sợ bạn bị phán xét, họ mong muốn là được xin lỗi vì đã không trung thực, đã không sống đúng nhất mức với cái mối quan hệ
giữa tình yêu bạn trao cho họ. Có thể là đây là họ có dấu hiệu khi mà họ lừa dối bạn á. Họ đã thừa nhận cái sự phản bội này rồi. Họ biết bạn có những cái tổn thương bất an đang diễn ra. Và họ cũng thú nhận rằng họ đã không chung thủy và trung thành với bạn trong khoảng thời gian mà họ và bạn quen nhau. Một khả năng rất là nhiều sau khi chia tay với các bạn, họ thấy bạn chính là cái lựa chọn tốt nhất và họ đang bày tỏ sự buồn bã và nuối tiếc vì không thể chia sẻ con người thật của mình đối với bạn. Và họ ước rằng họ đã có thể cởi mở hoặc là họ có thể trao ra lời nói hoặc là sự yêu thương, cảm xúc thật sự để khiến cho bạn hiểu họ hơn rất là nhiều. Họ mong là có thể là gặp bạn được trực tiếp để bạn có thể lắng nghe lời giải thích từ họ. Sau đây mình sẽ lấy thi một lá bài ngẫu nhiên để xem năng lượng của họ muốn gửi đến bạn là gì ha. Xin kết nối năng lượng và các bạn có lá bài: tôi đã làm mọi thứ rối tung lên hết. Đây là thông điệp họ muốn gửi bạn trong lá bài thứ tư. Sau nãy giờ năng lượng của lá bài toàn là cảm giác tội lỗi hối hận không ạ. Đây là một lá bài khiến họ đang bị tuyệt vọng khi đã gây ra sai lầm và gây ra vấn đề trong mối quan hệ giữa bạn. Có thể là họ là thừa nhận họ đã sai rồi, họ là không làm đúng cái gì đó với bạn và gây hậu quả tiêu cực cho bạn và bản thân của họ luôn. Bởi vì đây là cái thời điểm họ cảm thấy tuyệt vọng và họ cảm thấy là họ đang bị cái sự tuyệt vọng này làm vụt đi những cái mục tiêu và cơ hội của họ trong tình yêu. Khi mà họ làm cho một thứ rối tung lên, sau khi họ đã làm tổn thương bạn, người mà họ quan tâm, họ cả thấy hối hận rất là nhiều và họ đang chịu trách nhiệm về những hành động và lời nói của mình. Họ muốn, hoặc là có thể họ muốn xin lỗi vì đã gây ra đau đớn hoặc tổn hại cho mối quan hệ và họ muốn sửa đổi rất nhiều với các bạn. Có thể họ đã thấy là cái quyết định họ đưa ra hồi xưa là rất là tệ, đi sai hướng hết trơn rồi. Bây giờ họ cảm thấy thất vọng và hối tiếc vì đã không làm cách khác, lắng nghe lời bạn và họ ước là họ có thể quay lại, thay đổi những gì họ đã làm. Chắc mình phải lấy thêm một lá bài nữa các bạn, bởi vì thấy sao tối nghĩa quá trong trải bài này quá. Mình xin kết nối năng lượng với trải bài, xin cho thêm một thông điệp của người này muốn gửi với các